chào tất cả đến với chương trình Cùng Chúa Đến Với Cuộc Đời. Và hôm nay chúng ta đang đứng trước mặt chúng ta là một nhà thờ chánh tà ở Mila, nước Ý. Đây còn được gọi là... nhưng mà thôi để mình coi. Anh bạn, tới đây cho hỏi chút nhé. Hỏi cái gì? Coi như là trên tay anh đang cầm cuốn sách về thành phố Milan như chúng ta đã giới thiệu. Như vậy thì anh đã học được cái gì về trong cuốn sách này, nói về thành phố này? Thành phố này rất là rộng lớn. Hàng năm là có hàng tỷ người tới đây để mà viếng thăm cái nhà, rất là cái chỗ này, cái nhà thờ này. Cái nhà thờ này là lớn thứ ba trên thế giới sau cái nhà thờ của Thánh Phaero ở Rome và cái nhà thờ Thờ nào đó nữa. Không biết ở đâu, có thể là ở Tây Ban Nha. Đây là nhà thờ lớn thứ ba. Nó rất là rộng lớn và được xây cất vào thế kỷ thứ 17. Ở trong đó có 6 cục trụ rất là lớn. Một người ôm không hết, có thể là 10 người có thể ôm được cây cột. Và sự kiến trúc của căn nhà của đền thờ này rất là hoành tráng, như chúng ta cũng đã thấy. Và vòng quanh đó thì là khu vực nổi tiếng về shopping với các nhãn hiệu rất là nổi tiếng trên toàn thế giới. Và nếu mà đi vào sâu xa đó nữa thì chúng ta thấy có rất nhiều nhãn hiệu hai bên, và người xô bồ tấp nập đổ về đây không biết mua được đồ hay không, nhưng mà window shop thì rất là nhiều. Còn có gì để nói về thành phố Milan hay không? Nếu các bạn muốn biết hãy tới đây coi mà biết. Xin mời. So let's learn a word. This is Duomo Milano, the Cathedral of Milan, Italy.